Dạ vâng, đồng hồ cổ rất xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục hôm nay em muốn chia sẻ các bác một chiếc đồng hồ Vostok của Liên Xô. Một chiếc rất là mới các bác nhé. Nó trong tình trạng độ mới là cao. Chiếc này một điểm rất là độc đáo, đó là mặt trắng sơn men và số học trò nổi. Các bác nhìn thấy, đây là số học trò nổi đây. Mặt sáng rất là tốt. Đồng hồ có xem mặt là 34,5mm, toàn thân là vỏ bọc vàng. Tầm tình trạng là zin nguyên bản và độ mới rất là cao. Chiếc rất là rất thanh lịch, hài hòa một chiếc đồng hồ như thế này. Đó, nhìn mặt đáy sau đây, đáy là thép trắng, đáy xoáy, rất là đẹp. Đó, các bác nhìn kỹ chiếc này, mặt trắng, sử dụng của máy cơ lên có tay bác nhé, máy 2414 rất là đẹp. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm của Vostok của Liên Xô này thì liên hệ Facebook Zalo số của em là 0969966612. Vâng, em xin dừng video đây. Cảm ơn thầy mọi người xem video này.